Rồi các bạn đã sẵn sàng với cuộc thi sự kiện người cá tuần 25 này chưa? Rồi các bạn xích lại với nhau hết đi để tôi lấy cái khung hình cho nó đẹp. Sự xuất hiện hôm nay là có 2 bạn, 4 bạn, 6 bạn, 8 bạn, 10 bạn. Rất là đẹp. Số 10 rất là đẹp. Mấy em sẵn sàng chưa? Tôi xin thông báo nha, bạn nào mà không có hít thở ổn định là hồi sẽ bị thua. Nhớ nha, tôi đếm 1, 2, 3 là úp mặt xuống nha. Cố gắng hít hơi vào thật nhiều. Vậy hả? Ừ. Đối với những bạn đã học cấp bằng người cá quốc tế là biết cách nín thở đặc biệt rồi đúng không? Mà nín thở không có được nữa là thôi, là tôi bó tay luôn. Nên ba cái bạn mà Tai, Luna, rồi Coro, ba bạn là có level bằng level 1 rồi, mấy bạn phải nín thở trên 1 phút mới được công nhận á. 1 2 3 bắt đầu. Xin chúc mừng bạn Coro, tuần này bạn đã thể hiện xuất sắc, nín thở được 50 giây. Wow. Nhưng mà bạn là người cá đã có bằng quốc tế level 1 rồi. Giới hạn của bạn là phải trên 1 phút. Nên coi như bạn thắng mà bạn không được quà luôn. Thở nước 10 lần đi, thi lại lần nữa. Thở nước đi. Thở nước. Rồi bây giờ tiếp tục thi lại cái phần thi thứ nhất. Bạn Tai đi qua bên kia chỗ level 1 chung với mấy bạn kia, nhanh lên. Rồi nha. Tôi đếm nha. 1 2 3 bắt đầu. Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn, hai lăm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ê, sao được 60 vậy? Phải trên 1 phút mới được công nhận. Nên cái phần thắng này sẽ thuộc về bạn người cá này đây. Em tên gì? Phần thưởng thuộc về bạn này, người cá thì Như ha. Anh sẽ tặng cho em một chiếc áo ráy cá.
Rồi các bạn người cá ơi, bây giờ tiếp theo chương trình là bơi 10 vòng không mệt nha. Bạn nào bơi về trước thì Tiêu Anh kiểm tra trước, Tiêu Anh mà thấy bạn nào mệt là Tiêu Anh sẽ loại luôn nha. Rồi, mấy em sẽ xuất phát từ đầu bờ bên này, bơi qua bên đây rồi quành về đầu bờ bên kia là một vòng nha. Làm như vậy 10 vòng nha. Bắt đầu nha mấy em. Còn những bạn người cá mà mới học bơi mà chưa biết bơi là như bạn Jessica thì tôi sẽ kèm theo em ha. Chương trình là bơi 10 vòng không mệt nha mấy em. 1, 2, 3, bắt đầu. Hiện có một số bạn người cá dừng ở bên kia quá lâu nha. Bạn người cá Tai, bạn người cá Luna, bạn người cá Thanh ha. Rồi em bơi một vòng nữa. Rồi còn em này lại đây tôi kiểm tra. Kiểm tra hơi thở của em. Đưa tay, đưa tay. Em bơi mạch đập hơi nhanh, hơi thở hơi mệt. Để hồi coi mấy bạn khác với em coi sao ha nha. Người cá Helen, người cá Thùy Như, tay, người cá Thùy Như đúng không? Mạch đập cũng hơi nhanh, hơi thở hơi mệt. Mạch đập chậm, hơi thở được. Này hơi mệt luôn. Này qua. Quá quá, tay. Em cũng mệt lắm luôn á. Em đâu có mệt đâu Tiêu Anh. Hơi thở của em, mạch đập của em cũng hơi mệt. Tỉnh đánh đi. Tự nhiên chị ơi, đưa cái tay vô thì cắn ha. À, không được tiên cá. Mặt đập hơi nhanh luôn. Còn bạn nào nữa không vậy? Còn bạn kia? Bạn kia dừng lại rồi mà Tiêu. Dừng lại rồi. Chưa. Hiện tại ở đây Tiêu chỉ thấy bạn người cá Helen là mạch đập chậm nhất, hơi thở đều nhất. Còn bạn tay vậy nè, thở vậy nè. Không có đâu. Nói không mệt mà thở hả? Giống như là hả sắp chết đâu, vậy. Giống như trút hơi thở cuối cùng đo vậy. Đâu lại đi. Tiêu lại như Tiêu không chính xác á, đâu lại đi. Thôi nãy giờ em bơi vô đây em nghỉ mệt rồi, đo gì nữa. Đâu lại đi. Mệt rồi. Con kỳ quá à. Mệt. Bạn này nghỉ nhiều lắm Tiêu. Hả? Bạn này nghỉ nhiều lắm. Rồi. Tiêu Anh xin công bố. Mạch của bạn Helen chậm hơn bạn này một chút. Hơi thở của em nhẹ hơn bạn này một chút. Vậy là em, người cá Helen là chiến thắng trong phần thi này ha. Phần thi thứ 3, phần thi cuối cùng đòi hỏi các em phải lặn ra 8 mét rồi hoành về đây. Rồi lặn ra tiếp, hiểu không? Trong vòng 10 lần bạn nào làm nhanh nhất bạn đó thắng. We'll be right back.
Lần cuối quyết định ai là người chiến thắng nè, chỉ có một người chiến thắng thôi à. Sẽ thông báo mọi người cá Luna đã chiến thắng. Không mùa nhau đúng chứ. Quả Luna đã chạm đích trước. Rồi phần thi thứ ba cũng là kết thúc chương trình câu lạc bộ người cá tuần 25. Phần thi thứ nhất là bạn người cá Helen chiến thắng. Phần thi thứ hai là bạn người cá nào? Thùy Như đúng không? Phần thi thứ ba là bạn người cá Luna. Rồi, Tết Trung Thu, mời các bạn người cá ăn bánh Trung Thu luôn nha. Mời mấy bạn người cá lên ăn bánh Trung Thu, chuẩn bị Trung Thu rồi. Tết Trung Thu, em lúc nãy đi chơi điện đâu tiêu. Nè. Bánh mặn hay bánh chay? Vậy thôi. À, vậy người cá Simi làm cho người cá Luna phần quà thứ ba đi nha. Bạn Luna thắng á. Trang sức đi. Làm trang sức cho bạn Luna ha. Rồi người cá Helen được tặng áo rái cá, với người cá Thùy Như được tặng áo rái cá nha. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là người cá Lucy, người cá mới đây. Trời ơi, người cá Lucy mới xuống nước là chạy đạch đứng nước luôn á. Mạnh dữ ha. Người cá Lucy khởi động trên bờ chưa? Ơi, mạnh dữ ha. Rồi, người cá Lucy lên luôn. Người cá Lucy này mạnh ha. Giờ sẽ đi dưới nước. Rồi, mời người cá Luna ra tập luyện với người cá Lucy. Người cá Helen vô không? Vô luyện với người cá Lucy. Hey. Ok, người cá Jessica lên bờ rồi đó ha. Rồi hẹn gặp lại thứ ba tập luyện nữa ha. Ngày mai em tính qua Bình Tân luôn hả? Vậy để tôi thông báo. Vậy là kết thúc sự kiện người cá tuần 25. Xuất hiện thêm một bạn người cá mới tên là Lucy. Bạn này bơi đẹp quá ha. Mới học có lớp 1 thì phải. Vì từ khi thành tiên cá đến nay, trí nhớ của Tiêu ở thế giới này không có nhiều lắm. Mỗi lần ngủ là Tiêu đến một thế giới khác, ở đó đến hàng ngàn năm. Nên khi quay về đây, Tiêu chỉ có trí nhớ gần. Trong vòng khoảng một tuần thôi thì những ai mà thường xuyên gặp thì tôi mới nhớ, còn ai xa quá là tôi sẽ quên mất Tiêu. Bởi vậy các bạn người cá phải nhớ Tiêu, chứ Tiêu thật sự không thể nhớ nổi các bạn. Vậy ai muốn trở thành tiên cá thì hẹn gặp lại ở câu lạc bộ thứ 7 hàng tuần nha.